củ cải nè, củ cải muối các bạn. Bây giờ Linh đem ra Linh xả nước cho nó hết cái mặn nha các bạn. Mình xả thật là nhiều lần mới nó mới hết mặn được. Bây giờ thì Linh cho vô đây chút xíu dầu nha các bạn. Xong rồi mình cho tỏi lên mình cũng phi ra ha. Tỏi nó cũng vàng rồi thì Linh cho củ cải muối vô ha. Linh xào nó ha. Để cho một muỗng ăn canh đường không bỏ muối nha các bạn nha. Muỗng cà phê bột nguyên chay. Muỗng cà phê ớt bột. Bây giờ Linh trộn tất cả các gia vị vào với nhau rồi cho nó thấm. À, để Linh trộn gỏi nha. Linh trộn gỏi thì Linh có giấm nè. Linh cho vô đây 2 muỗng giấm. Thì Linh sẽ cho 1 muỗng đường. Ít muối vô luôn. Xíu tiêu nha các bạn nha. Xong rồi mình quậy lên nha các bạn. Mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Vừa khẩu vị của gia đình của mình là mình trộn vô nha. Linh trộn gỏi thì Linh có cà rốt nè, chả lụa nè, bắp cải, khóm. Linh trộn chung với nhau nha. Linh mới chế giấm đường, Linh mới pha nãy nè, chế vô. Linh trộn nó lên. Các bạn trộn pha cho nó chua chua ngọt ngọt nha các bạn á. Chua chua ngọt ngọt theo khẩu vị của nhà mình á. Thơm rau thơm nè, quế nè, thì Linh mới bỏ vô ha. Vô Linh cũng bỏ một ít chả lụa vô đây. Bây giờ thì Linh cũng có miếng chả lụa này, Linh cũng sắc mỏng ra vậy luôn các bạn ơi. Chút xíu nữa Linh sẽ làm mắm thái nha. Cái này Linh trộn vô để Linh làm mắm thái. Cũng sắc nhỏ nhỏ vậy luôn các bạn ơi. Tỏi vô phi cho nó thơm nha các bạn ha. Thôi à, tỏi mà nó cũng đã vàng rồi thì Linh mới cho là một ly nước ở đây nha. Bây giờ thì Linh sẽ cho là hai muỗng cà phê bột nêm chay và một muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê nước tương đen. Dạ, Linh cũng cho là 2 muỗng ăn canh đường vô luôn. Rồi bây giờ Linh cho khóm vô, Linh rim nha. Linh cho khóm. Trong thời gian mà mình dặn nhỏ lửa mình cũng phải trở khóm nha các bạn. Mình trở cho nó chín đều á. Bây giờ khóm này thì Linh cũng đã rim xong rồi, bắt đầu Linh sắc sợi sợi ra nha các bạn ha. Mỏng mỏng vậy. Bây giờ là mình trộn mắm thái chay nha các bạn. Đây là Linh có đu đủ Linh bào rồi nè, cà rốt Linh bào sẵn rồi nè, sợi sợi giống như này là Linh dắt nó khô. Bây giờ khóm hồi nãy Linh cũng đã rim xong rồi, Linh cũng đã sắc sợi luôn ha. Cái này thì chả lụa chay cũng đã sắc sợi xong rồi, Linh cũng bỏ chung vô để Linh trộn. Cải, củ cải hôm nãy Linh xào xong á, giờ Linh cũng bỏ chung với đây Linh trộn luôn. Cũng có cái nước rim khóm hồi nãy nè, Linh trộn chung. Bạn trộn đều xong rồi nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình nhé. Bây giờ thì Linh bắt cái chảo lên bếp nè, Linh cho chút xíu dầu vô ha. Chút xíu dầu xong rồi Linh cho chút xíu tỏi vô luôn, Linh phi cho nó thơm lên nha. Bây giờ thì tỏi nó cũng đã vàng nè nha các bạn, Linh cũng cho ít nước cho đây luôn. Một muỗng cà phê bột ớt cho đây. Một muỗng cà phê là bột nêm chay vô đây luôn. Một muỗng cà phê đường vô đây luôn. Linh trộn cho nó đều một cái nè ha. Xong rồi bắt đầu giờ Linh bỏ khóm vô, Linh rim nha các bạn nha. Khóm vô. Cũng cho thêm một muỗng cà phê muối vô luôn ha. Thì nước nó cũng đã sôi nhiều rồi, đã sắp cạn rồi nha. Bây giờ các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Bây giờ thì Linh cũng cho đậu hũ vô luôn nha. Đảo cho nó đều. Bây giờ thì khóm mình nó cũng đã sệt lại vậy nè các bạn. Linh đã nêm nếm lại đã vừa ăn rồi thì bây giờ Linh chuẩn bị múc ra dĩa ha. Bây giờ thì bí thì Linh cũng đã gọt vỏ xong rồi, bây giờ Linh sắc cho muối vừa ăn rồi nha. Xong rồi mình bỏ vô mình nấu canh đó các bạn. Nước sôi rồi thì Linh cũng cho bí vô nha các bạn. Mình nấu canh bí. Cũng cho ít nấm vô. Nấm đường gà á. Nấu cho nó ngọt á. Nêm nếm theo khẩu vị của gia đình nha các bạn. Cho nó sôi lên đợi cho bí nó chín nha. Miếng hành cho nó thơm. Miếng ngò nữa. Cho canh mà nó thơm. Cũng không quên cho thêm một miếng tiêu nữa cho nó thơm ha. Thơm cái canh này. Xin chào các bạn. Bữa nay Linh lại nấu món chay tiếp tục. Cái này là lần thứ hai Linh nấu món chay làm video rồi đó. Bây giờ mời các bạn cùng ăn với Linh nha. Trước khi ăn thì Linh sẽ giới thiệu những cái món chay hôm nay Linh làm rồi đó.
Cái này là khóm riêu với đậu hũ nha các bạn. Khóm riêu với đậu hũ. Cái này là gỏi, gỏi có đậu phộng. Rồi cái này là mắm thái chai nha. Còn cái này là đậu hũ nướng. Còn cái này là canh bí đậu hũ nướng. Bây giờ mời các bạn cùng ăn với Linh thử nha. Bây giờ mình ăn thử cái món khóm riêu với đậu hũ trước nha các bạn nha. Mình ăn thử miếng đậu hũ đi. Ngon lắm. Nó có mùi chua chua của khóm, ngọt ngọt. Chua chua ngọt ngọt lắm nè. Ăn thêm một miếng khóm nè. Ngon lắm. Cái này là mắm thái chai này nha các bạn. Nằm nha. Nó giòn giòn của cà rốt với đu đủ. Nó không có mặn lắm nữa. Cái vị ăn vừa phải đó. Nó mặn chút xíu, ngọt chút xíu. Nó hài hòa với nhau á. Ăn với cơm ngon á. Cái này là đậu hũ nha các bạn. Đậu hũ á, thường hay là đem chiên giòn, còn Linh thì Linh đem lên nướng, nó cũng giòn lắm. Linh nướng bằng lò chiên không dầu á. Cái đậu hũ này không có ướp gì hết, Linh để tươi vậy, cái Linh nướng giờ Linh chấm nước tương ớt. Còn cái món này là gỏi chay nha các bạn. Gỏi chay thì Linh gồm có khóm, cà rốt, bắp cải với lại chả chay, đậu hũ với rau thơm ha. Mời các bạn cùng ăn với Linh nè. Cái này nó chua chua quá, nó ngọt ngọt. Cái miếng đậu phộng á. Đậu phộng giòn, ơi là giòn. Ngon quá. Đậu hũ này nó giòn giòn, mà bên trong nó lại mềm. Rồi là các bạn không có thời gian, các bạn mua đậu hũ gì, bạn nướng, ăn với nước tương không nó cũng đã ngon rồi. Nhiều lúc mình bận quá rồi cái mình không có nấu ăn kịp á. Nhiều lúc nấu ăn nó còn phải mất thời gian của mình. Làm về ăn thì nó đơn giản mà nó cũng rất là ngon ha. Anh thử miếng mắm thái chai nữa. Vừa ăn quá ha. Cái này là canh bí chay nha các bạn. Canh bí chay thì Linh nấu với đậu hũ nè, nấm nè, bí nè, với cơm ha. Bí. Nấm giòn thật luôn. Ngon quá, hình như món nào cũng ngon. Bây giờ Linh ăn miếng cơm thôi. Nhưng mà Linh còn ăn bún nữa. Tại cái này, cái mắm thái này là phải ăn bún chứ nó mới ngon. Cho nên Linh sẽ ăn bún nha các bạn nha. Ở đây thì Linh có một dĩa bún nè. Luộc xong rồi giờ Linh lấy ra để ăn với mắm này ha.
Thì con bỏ thêm chút xíu giá giá dưa leo nữa các bạn, giá dưa leo, xà lách rau thơm. Mình sẽ bỏ mắm thái vô nha các bạn, mắm thái ăn như bún. Cũng chế thêm chút xíu nước tương luôn các bạn ơi, nước tương vô mình trộn lên mình ăn nha. Bún ở bên này dai quá ha các bạn ha, bún này là bún khô quá, cái lên luộc ra giờ nó thành bún tươi mà nó dai lắm. Thấy còn bún không, nó dai lắm. Ngon á, cái này ăn với bún là ngon quá. Cái này gỏi này bạn bỏ chung vô đây ăn cũng ngon á, tại nó chua chua, nó ngọt ngọt á. Gỏi nè, chả lụa nè, ngon. Nào mà có thèm đồ chay á thì làm theo cách của Linh thử nha. Nó không có tốn nhiều thời gian nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Bây giờ thì Linh phải ngừng video đây để Linh còn hoàn thành cái bữa ăn của Linh nữa. Nhân đây Linh cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Linh. Và các bạn có ý kiến gì kia các bạn cứ việc comment ở bên dưới video cho Linh biết. Các bạn giúp Linh bấm nút thích, chia sẻ cho các người bạn cùng biết. Và nhấn nút đăng ký kênh của Linh giùm nhé. Bây giờ thì Linh xin chào tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.